Báo Ấn Độ hết lời khen ngợi đội tuyển Việt Nam. The Times of India hết lời khen ngợi bóng đá Việt Nam sau khi hạ Ấn Độ 3-0 ở giải giao hữu quốc tế trên sân Thống Nhất tối ngày 27 tháng 9. Ấn Độ thảm bại trước Việt Nam được đánh giá cao hơn, The Times of India dẫn tít và bình luận, tuyển Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội. Họ thực sự đã đạt đến đẳng cấp châu lục. Các bàn thắng của tuyển Việt Nam được ghi do công của Phan Văn Đức 10, Nguyễn Văn Toàn 49 và Nguyễn Văn Quyết ở phút 70. Đội xếp 97, FIFA khiến đội bóng thắng thuyết phục 3 trận ở vòng loại ASEAN Cup. Hồi tháng 6 và trận hòa Singapore 1-1 tại giải đấu này hóa tầm thường từ báo Ấn Độ tiếp tục. Ấn Độ hiện kém Việt Nam 7 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, tức xếp hạng 104 thế giới. Chúng ta đã thua tâm phục khẩu phục Việt Nam, đội đã vô địch giải đấu với 2 trận toàn thắng. Họ đánh bại Singapore 4-0 trong trận mở màn, tờ Times of India viết thêm. Tờ báo này cũng nhắc lại quá khứ đối đầu giữa hai đội để cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Ấn Độ và Việt Nam đã từng có nhiều cuộc đối đầu đáng nhớ trong quá khứ, trong đó phải nhắc tới trận chung kết LG Cup 2002. Khi đó, Ấn Độ ngược dòng thắng 3-1 để lên ngôi vô địch. Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu ở Pool vào năm 2010. Ấn Độ khi đó cũng xuất sắc giành chiến thắng 3-1 nhờ cú hat-trick của Chechi. Nhưng kể từ đó, bóng đá Việt Nam đã phát triển vượt bậc và họ đủ sức cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu lục. Tờ Times of India thừa nhận và liệt kê loạt chiến tích của bóng đá Việt Nam. Hồi đầu năm, Việt Nam đã tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á và cũng lọt vào 8 đội mạnh nhất của ASEAN Cup 2019. Tờ báo Ấn Độ nói về đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo với sự ngưỡng mộ